Unisoft.vn, nơi thu mua hạc CF, bán hạc CF đầy đủ thể loại, cho thuê hạc CF, săn rôm phun đạn uy tín. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của em Dượng Bi nha. Thì hôm nay em Dượng Bi gọi là hướng dẫn anh em cách gọi là bay từ cái trên trời này mà rơi vào thành nha. Anh em nhìn em Bi làm một lần trước, nhiều anh em hỏi em Bi đây. Đó, anh em thấy bay chưa? Nhớ anh em hỏi em Bi cách gọi là bay. Đó. Đó, em Bi làm một lần nha. Đây, thì em Bi hướng dẫn anh em cách. Có hai chỗ nha. Một là anh em lên chỗ này, leo lên chỗ cầu thang này. Hai là anh em leo lên hai chỗ dây này. Đó, anh em nhảy lên cái chỗ, đi lên cái cầu thang này nhá. Sau đó anh em nhảy này, nhảy xuống này. Sau đó không được nhảy nhá. Anh em nhớ kỹ, khi anh em bay lên cầu thang này, anh em ấn nút nhảy ra, anh em không được dấn nhảy nữa. Thì khi rơi xuống đây này, anh em ấn VKA hoặc là SA là nó sẽ di chuyển. Đó, anh em thấy chưa? VKA hoặc SA, giữ VKA, SA. Anh em nhìn này, em đi làm nha. Rơi xuống này, giữ VKA. Đó, là nó rơi vào đầu bên này. Đó, anh em thấy chưa? Còn đây nhá, khi mà mình nhảy phát là mình bị mất luôn. Nhảy phát này, khi tôi nhảy này anh em nhìn nhá. Nhảy phát là rơi, ấn VKA nó sẽ không được nữa. Đó, nó sẽ không rơi vào thành. Nhưng mà đây. Đó, rất nhiều anh em hỏi em đi, hôm nay em đi public skill này. Quý anh em lắm với chỉ ấy nha. Đây, nãy ở cái dây kia rồi đây. Cái dây này cũng như thế luôn. Nhảy lên xong rơi xuống này. Đó. Ok chưa? Kể cả nhá, nhiều anh em đừng nhảy, anh em cứ di chuyển, không nhảy thì nó sẽ không bị mất cái này. Kể cả khi anh em chết làm rôm, anh em không nhảy hoặc là hết hiệp, đến hiệp thứ hạ sau, đến hiệp sau này, anh em đợi tí nha. Cào 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 đi cái tơ. Đây để tơ cào em đi nhá. Em đi không nhảy nhá. Tơ cào hiệp sau này. Vẫn cứ ấy được, vẫn cứ rơi xuống được luôn. Đấy. Đây, anh em nhìn nhá. Chỉ cần mình không nhảy thôi, từ hiệp này sang hiệp khác đều được hết. Đó, anh em thấy chưa? Còn nếu mà mình nhảy, còn nếu mà mình nhảy rồi thì mình lại phải làm lại cái kiểu kia. Đây chẳng hạn, không kia nhảy thì đây. Đấy, lại đây đây, lại nhảy xuống. Đấy. Anh em nhìn chưa? Đó, anh em thấy chưa? Tơ đừng cào nhá. Đó, hoặc là đây tôi dạy công Bunny này. Tiện đây dạy luôn anh em skill Bunny ở trong map này. Nếu anh em nào xem ở TikTok MB thì biết. Đây, MB làm một lần cho anh em xem. Skill này thì cũng khá là dễ. MB đã làm rất nhiều lần rồi. Làm khá nhiều lần. Anh em xem live của MB hay là xem clip ở top top của MB thì ấy. Chat cho thầy Tùng bảo không cần nữa. Có người rồi. Đó, anh em thấy chưa? Cứ Bunny. Bunny này, anh em thấy chưa? Không mất đà được luôn. Tiện thì bên MB có thu mua nick đột kích giá tốt và bán cả nick đột kích và cho thuê nick đột kích full đạn vui tem săn rôm ở đường link ở phần mô tả hoặc là phần ghi bình luận nha mọi người. Đây nha, hướng dẫn anh em cách Bunny nha. Thì đây, anh em nhảy vào đây. Điều tiên quyết là anh em phải nhảy vào cái trong chỗ này để anh em lấy đà nhá. Đó, lấy đà xong, sau đó anh em giữ nút VKD. Giữ VKD này. Cứ vậy giữ nha. Sau khi nhảy phát là giữ VKD này. Đây tôi dạy cách anh em kiểu Bunny, kiểu Bunny tiến trước. Bunny tiến này thì nó chậm hơn Bunny lùi. Đó, giữ kép nút VKD này dành cho anh em mới tập chưa quen. Đó, đấy nhảy vào đây VKD này. Đó, khi anh em mới tập chưa quen lùi thì anh em lại Bunny bằng cách tiến. Đấy, giữ, cứ vậy giữ. Đấy. Nhìn này giữ này. Bắt đầu bị ăn vào cái hòm đây á. Nhảy vào đây này. VKD này hoặc là VKA đều được. Đó, VKA này. VKD thì kiểu nhìn hình nó chéo chéo đi như này một tí. Gọi là mình đi kiểu chéo chéo hoặc là VKA này. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Đây là Bunny lùi, đó, nhảy lên phát sau đó là ấn giữ nút lùi. Đó, anh em thấy chưa? Bunny lùi thì nó nhanh hơn. Đó là cách Bunny. Còn cái skill gì nữa không nhỉ? À, nhiều anh em hỏi vì sao mà nhảy lên đây lên được luôn. Thì anh em phải quay cái reel này nha.
cái rìu bi ro này, rìu gương chiếu hậu này, khi mình cầm cái rìu này nó có tính năng nhảy cao đó. Còn bình thường khi anh em cầm lục này không bao giờ nhảy được. Lục anh em muốn nhảy lên thì anh em phải có biết skill bắn đi. Đây này, biết skill bắn đi thùng. Skill này anh em hay dùng ở trong C4 đấy. Đây này, đoạn này cũng như thế. Nhờ anh em hỏi em đi tiện hôm nay em đi giải đáp lốt. Đó. Em thấy chưa? Đây này. Hoặc là không mình phải sử dụng skill bắn đi thùng. Nhảy ngồi này. Skill Bunny này thì anh em lên YouTube đầy người chỉ từ trước rồi. Còn skill gì ở trong cái mập này đâu kìa. Còn một skill nữa. Đợi tí, xong màn mới đã. Còn một skill Bunny này thì em đi không chỉ được nha. Skill Bunny này thì anh em phải tự nhìn rồi anh em tự học. Bunny lỗ. Đây. Bunny nỗ này thì dành cho anh em làm zoom. Skill này thì skill nâng cao em đi không chỉ anh em đâu. Anh em tự xem, anh em tự học. À, đi làm zoom. Bunny người thì nói chung quen, không quen lắm. Bunny để cho nó nhanh vào cái lỗ này để ấy. Làm zoom rồi. Thôi. Chắc em đi dừng clip tại đây thôi anh em ơi. Như này thôi anh em. Anh em thấy hay thì nhớ like, nhớ đăng ký, nhớ theo dõi ủng hộ em nha. Follow nha. Cảm ơn anh em.